Chương trình Phụ nữ ngày nay của Sài Gòn TV xin được trở lại với phần 2 và đề tài ngày hôm nay chúng tôi đang nói về làm sao để chúng ta kiềm chế cái cơn giận và giải tỏa đó và đối phó nó như thế nào để chúng ta sống một đời sống yên bình. Hôm nay thì chúng tôi không có luật sư Hương cũng như là chị Thái Hà vì hai người đều có công việc riêng, nhưng mà may mắn thay đúng vào đề tài này thì chúng ta lại có tiến sĩ tâm lý trị liệu Xuyến Đông để có thể trả lời những câu hỏi thắc mắc của Hương Thơ cũng như có thể trả lời những điều quý vị muốn biết liên quan đến đề tài ngày hôm nay. Như quý vị biết, trong đời sống thường ngày thì tất cả chúng ta không ai mà không có lúc bực tức, khó chịu, cáu kỉnh, giận dữ hoặc điên tiết với người này người nọ vì lý do này lý do kia trong cuộc sống bình thường. Và có vô số những điều chúng ta làm nổi nóng, như là lúc đầu Hương Thơ có nói là vấn đề bị nhẹ đó là mình lái xe mình bị chạy ẩu, đụng xe rồi hay bị áp lực trong công việc đó Xuyến Đông. Thì nhiều khi làm không đủ cái vừa ý ông boss mình cũng bực mình, phải không ạ? Rồi mình sợ là ông sẽ kín tính điểm với mình hay là mình sẽ là chê trách mình là làm không có được đúng hoặc ý. Là cái nhìn của họ về mình nó bị thay đổi đi và mình không muốn như vậy. Thì cái sợ nó có nhiều cái loại sợ khác nhau và cường độ khác nhau, và có những cái sợ nó lớn, có những người chẳng hạn như bố mẹ mà với con cái thì cứ sợ là con mình sẽ hư, sợ là con mình sẽ lâm vào cái này, lâm vào cái kia, sợ là con mình sẽ không thành công, sợ con mình rồi, sẽ không thành công. Rồi cái sợ ra tức giận. Rồi thì khi mình nói mà nó không nghe, mình đâm ra mình tức, rất là tức, là tại vì thật sự là underneath đó là cái sợ. Giống như boss mình cố gắng làm hết sức mình mà cứ nghi ngờ cái khả năng của mình cũng tức. Mình sợ là bị hiểu lầm. Right. Bị hiểu lầm, mà mình sợ là mình làm như vậy lâu dài từ họ không có được họ ghi nhận á, thì mình sẽ rất là khổ. Mình sẽ rất là khổ mà tiếp tục tình trạng này nó tới bao lâu? Những cái suy nghĩ của mình nó thì trong ở đến underneath của cái đó là cái sợ. Rồi trong đời sống vợ chồng cũng vậy, nhiều khi không một cái tức giận mà Thương Thơ thấy nhiều nhất là cái vấn đề quan hệ tình ái vợ chồng chăn gối mà nó không được thỏa mãn, nó có cái sự tức giận âm ỉ, nó cũng trong tương lai có lẽ chúng tôi sẽ nói sâu về đề những cái khó khăn thử thách trong đời sống vợ chồng đưa đến cái sự tức giận rồi đưa đến sự chia ly vì không có được giải tỏa. Rồi vấn đề về sức khỏe nó phong xuyến, nhiều khi mình bị bệnh rồi đến một cái tuổi nào đó hormone thay đổi. Có nhiều người nói bà vợ tôi dạo này khó tính quá mà không hiểu ta, người đàn bà chúng ta mình có thể có những cái áp lực đó. Và cơ thể của mình thay đổi. Và cái sức chịu đựng về căng thẳng của mình nó cũng giảm đi nữa. Nó cũng giảm đi. Và nhiều khi mình đi ban ngày đi làm á, thì mình cố gắng mình tự chế hết, tự chế với người bên ngoài, tự chế này kia, xong rồi về nhà thôi là mình bỏ cái áo giáp đó ra là mình thả, thì lúc đó là mình có vấn đề với gia đình. Tại vì có vấn đề gia đình thì nó an toàn hơn là người ngoài. Thì Hương Thơ nói xuống Thơ hiền quá, nó chưa thấy Hương Thơ khi ở nhà khi nổi giận lôi đình là bà la sát. Tại vì Hương Thơ cũng tập võ nên mỗi lần tức quá không biết làm gì mới chạy ra đấm đá một mình vậy ngoài vườn. Tuyệt vời. Vâng, còn bây giờ nói về cái nặng đó thì Hương Thơ nghĩ những người mà tâm thần nó không ổn định, họ có vấn đề tâm thần phải không Xuyến, thì họ cũng nổi giận một cách vô cớ mà không có thể kiềm chế được, phải không ạ? Dạ, cái tâm thần thì có rất là nhiều loại, có trăm loại ha. Thực sự những người mà họ trầm cảm thì cái có những người họ bị chronic anger, nhưng mà họ là thuộc cái loại mà bỏ cái đứa trẻ đó vô trong cái trunk á chị, tức là họ không có diễn, có những người không có diễn đạt ra được và họ cứ phải chịu đựng rồi họ cứ stuff up họ với thời gian, họ không biết cách nữa hay là sao? Hoặc là họ cũng như chị nói là nhiều khi họ bị khống chế hay là cái sự uy quyền của người khác, họ không có cảm thấy an toàn để họ diễn đạt cái sự tức giận của mình, và cái boundary cái hàng rào của họ luôn luôn bị chà đạp á. Thì cái đó là rồi cũng có những người họ tùy tâm bệnh nhiều loại khác nhau, nếu mà họ bị nghe tiếng nói hay là những cái bệnh ảo tưởng ảo giác thì họ bị người ta chửi bới, họ nghe những cái tiếng chửi bới ở trong đầu mà người khác không nghe, nhưng mà cái hóa chất ở trong não nó tạo ra những cái tiếng nói thật đó và chửi bới họ, thì họ tức, họ trả lời, họ chửi lại rồi họ bực tức lên, thì cái đó lại là một vấn đề khác. Hay là những người họ có những cái ảo tưởng là người khác phản bội mình, người khác hại mình, rồi họ ghen tuông, họ tức giận lên, họ ghen tuông một cách vô cớ vì cái ảo tưởng nữa. Thành ra là nhưng mà cái số đó là cái số gọi là có những người họ có bệnh rồi cũng có những cái trường hợp khác, cái suy nghĩ của mình nó làm cho mình tức giận nữa.
Và có những người mình suy nghĩ mình nên chạy giống như mấy trăm mile per hour, tức là rất là nhanh, và mình đi kết luận rất là tiêu cực và rất là nhanh, từ cái này qua cái kia mình cứ jump to conclusion. Thì những cách suy nghĩ như vậy cũng dễ làm cho mình rất là dễ nổi trận lôi đình. Mà đúng cái người nào họ tâm trạng không được vui, đang có chuyện buồn trong gia đình, như là cãi nhau trong gia đình hay bị mất việc, và nhất là trong cái thời điểm này tôi thấy là nhiều áp lực lắm. Nhiều áp lực lắm. Từ bị thất nghiệp ha, rồi bị ở nhà là quá lâu, rồi bị căng thẳng con cái, công việc, rồi chưa nói đến mà bị vấn đề hiện nay là cái vấn đề kỳ thị, rồi phân biệt đối xử, nó cũng tạo ra cái sự nóng giận mà đưa đến những cái biểu tình rồi khí bạo loạn nữa. Rất rất là nhiều thứ, cái em chưa bao giờ thấy nhiều thứ nó dồn dập trong cùng một lúc như vậy đến với nhiều người hiện nay. Thiên tai và nhân họa quá nhiều. Còn một cái trường hợp mà Hương Thân thấy nó nặng mà làm người ta tức giận, nổi giận lên mà trong cái số lớn, đó là khi mà một dân tộc, một đất nước bị áp bức, bị đô hộ, bị đày đọa, thì sống như là nhân công, làm trong sống trong cảnh bất công. Đó là cái cơn giận nó cơn giận kinh hoàng nữa, nặng hơn nữa. Đúng rồi, và như em nói cái giận á, nó là cần thiết á chị ha, tại vì nó để về khía cạnh về công lý công bằng á, phải có cái giận để mà mình thấy cái đúng cái sai và mình sống cho cái lẽ phải. Nó là bình thường, vấn đề là mình làm gì với cái giận thôi. Thì tôi nghĩ là thôi. Tại vì cái COVID-19 cái thời điểm này làm cho cái giận của người ta nó bốc hỏa mạnh mẽ hơn lần trước. Họ có nhiều cái sợ. Tại sợ nhiều. Quá nhiều quá, nhiều cái sợ. Sợ về chị đó chị thấy rồi, sợ không có công ăn việc làm, rồi mai mốt ra đường homeless rồi con cái ai lo đây. Tiếp tức là những cái sợ từ cái này nó dẫn qua cái kia. Rồi sợ người khác không đồng ý với mình, thì là có nhiều khi họ nghĩ lớn hơn là mọi chuyện xung quanh mình sẽ ra sao. Đúng không? Sợ người khác không đồng ý với mình. Thì ngay cả vấn đề bầu cử cũng vậy, không đồng ý với mình thì bầu cử cho người khác, thì đất nước Mỹ này sẽ ra sao, vân vân. Thì họ đi từ cái kết luận này đến kết luận khác của những cái vấn đề mà thực sự. Bởi vậy nên trong trong vấn đề mà để mà tiết chế và quản lý cái anger, cái sự sợ hãi á, là người ta làm tĩnh tâm rất là nhiều. Chút nữa mình sẽ nói về cái phần đó sau. Thì nói đến đây thì Hương Thơ nghĩ rằng trong thời điểm này á, nhiều gia đình Hương Thơ đã, ngay cả trong gia đình Hương Thơ và những người bạn, và ngay trong ngoài cộng đồng, có sự tranh cãi quyết liệt, gọi là khốc liệt, chưa bao giờ có, đưa đến sự tức giận mà nội cái không bất đồng cái chính kiến, bất đồng ý kiến, bất đồng quan niệm, bất đồng màu xanh màu đỏ, là bắt đầu là đụng nhau, rồi đông ra tức giận, từ tức giận đến đưa ra những cái đổ vỡ tình bạn, tình gia đình, tình vợ chồng, tình đồng nghiệp, bạn bè thân. Nó xảy ra một cách, có cách nào một lát nữa đây, hay là bây giờ đi Xuyến có thể nói sơ qua tại sao chúng ta phải tức giận đến nỗi mà phải chia cách như vậy, phân ly như vậy. Em chỉ mong là mỗi người mình tập quản lý cái giận của mình á, để cho cái suy nghĩ của mình nó không dẫn mình đi quá xa. Cái sợ và cái tức giận của mình nó đi quá xa thì mình thấy rồi đó, nó hại cả cái đời sống của mình. Trong khi đó những cái chuyện mà chính trị này nó đến rồi nó đi thôi, nhưng mà cái tình anh em, tình gia đình, tình vợ chồng hay là tình cha mẹ với con cái là nó muôn đời. Thành ra là mình sẽ cần phải xem lại cái giá trị tinh thần của mình. Và em nghĩ là cái quan trọng nữa là như hồi nãy giờ em nói là bản thân mình, đôi khi mình sẽ tập để mình quản lý cái anger đó. Chứ còn nếu mình để cái anger đó, nó là đứa trẻ 4 tuổi mà nó ngồi nó lái xe thì là mình tông thôi. Hương Thơ nghĩ rằng khi mà tranh luận một cái đề tài cấm kỵ là vấn đề chính trị đó, thì nó đụng chạm cái tôi ha, rồi nó gây tự ái, gây ra tranh cãi, nhiều khi đánh đấm nhau bằng võ mồm hay là Facebook, hay là nhiều khi mất hết tình cảm, mất hết quan hệ, rồi làm khổ cho nhau. Nó không có màu trắng màu đen gì hết. Và Hương Thơ nghĩ rằng cái chính cái cốt lõi là cái tôi, chứ họ không, ông này lên ông kia xuống mà đụng chạm cái tôi là mình đúng, không phải nhu cầu cái tôi là phải đúng, anh dám nói tôi sai là có chuyện. Đây, nhu cầu là mình đúng là phải, và somehow cái vấn đề này nó khẳng định cái tôi của mình nhiều quá, chứ không phải là không? Tôi nghĩ là nhiều khi mình cứ nghĩ là tại mình quan, nếu mình respect người khác, ai cũng có quyền chọn lựa, phải không ạ? Ai có quyền bầu người này, bầu người kia, thì mình cứ tôn trọng ý kiến riêng của mọi người và mình đưa ra những cái fact thôi, những cái điểm thôi, chứ mình đừng có nói là không biết là sao mà tâm lý dạo này Hương Thơ thấy
cái người bên kia là trở thành kẻ thù. Thì có phải cực đoan đó không? Chỉ cả hai bên đều có rất cực đoan. Cực đoan. Nên, dạ. Và mình nhanh chóng mình nhìn cái người kia, người khác biệt với mình đó, mình tự nhiên mình phán xét họ ngay phải không chị? Em nghĩ là cái sự phán xét nó cũng làm cho mình rất là dễ tức giận. Nếu nó, khi mà mình nhìn thấy con người ta ai cũng có hỉ nộ ai ố, họ cũng giống như mình. Họ cũng có những đau khổ, những buồn vui, họ cũng có những cái story, những cái này kia cũng giống như mình. Nếu như mà mình nhìn thấy cái common humanity, những cái mà mình giống nhau, điểm chung, con người giống nhau. Thực ra tụi mình là những người Việt Nam hay những người trong gia đình mình. Nếu mình nhìn lại, gia đình của mình đã đi vượt qua rất là nhiều để mà đến đây ngồi đây với nhau và chia sẻ với nhau ngày hôm nay. Những cái gì rất giống nhau và những gì chia sẻ với nhau. Hy vọng là mình nhìn ra cái common humanity đó của nhau để mà mình bớt cái sự khác biệt khi người ta nhìn. Chỉ chú trọng vào sự khác biệt thì nó đã làm cho con người ta xa cách và dễ sợ hãi với nhau hơn. Cứ nói người này theo ông này thì ích kỷ, kỳ thị, người nào bên kia là Việt Cộng hay là chị, đủ thứ, là có bao nhiêu cái gán ghép lên, đâm ra thành thù địch nhau một cách vô lý. Cái vấn đề mà labeling, tức là cho nhau nhãn hiệu đó cũng là một cái suy nghĩ mà dễ làm cho con người ta bị tức giận. Thì đó, thì nhất là trong thời điểm này mình chúng ta cần cái sự hòa ái, sống một cách chịu đựng, mình đang chịu đựng những gì quá đang nhiều, xảy ra quá nhiều rồi, làm sao mà thêm nữa. Rồi có nhiều kiểu nóng giận á, Hương Thơ có đọc qua như là người ta gọi là passive aggression, open aggression và assertive anger là như thế nào, Thuyến có thể giải thích. Assertive anger rất là tốt quá chị ha, tức là mình diễn đạt trong một cái sự an toàn cho mình và người khác, và mình nói lên cái tâm trạng của mình. Nhưng mà sẽ assertive anger là mình nói mình tức giận, nói mình, chẳng hạn ví dụ em nói chị Thơ, em rất là tức giận khi mà em thấy em thấy chị Thơ làm cái này và em rất là tức giận, nhưng mà em mong là cái chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Tức là mình rất là assertive mà mình nói thẳng ra như vậy. Còn cái mà gọi là unproductive expression là bao, tức là mình nó không có giúp ai, tức là bắt đầu attack nó, chị Thơ, an explosion hay là nó gọi là interrupter đó, eruptor thì đúng hơn, tức là mình giống như nổi lửa vậy đó. Chị Thơ, tại sao chị như vậy, chị là vậy, nó bắt đầu em chửi chị, em blame chị, em đổ lỗi nó này kia, em cho chị nhãn hiệu, em cho kết luận chị là người như vậy, tức là em attack chị. Thì cái anger đó nó sẽ hại mình và hại người luôn. Ví dụ như vừa rồi cô kia cô kể một câu chuyện rất là buồn cười. Thì cổ với một ông chồng cũng bất đồng chứng kiến này kia đó, thì ông chồng thấy cổ rất là im lặng, rất là hòa ái, không có gì cả. Thì hỏi mỗi lần cổ tức lên cổ làm gì, cổ nói cổ đi clean cái bathroom, cái toilet đó. Cô nói, ồ vậy hả, vậy là you handle anger như vậy hả? Cô nói đúng rồi, tôi clean cái toilet bowl á, nhưng mà tôi dùng cái bàn chải của anh. Cái đó là passive aggression, tức là mình không có phản ứng. Bàn chải đánh răng. Đó, nhưng mà mình dùng cái cách khác để mình trả đũa lại cái người này. Hoặc là đôi khi lúc người ta đang vui, cái tự nhiên mình đem cái chuyện của người ta ra, mình nói để mình attack người ta, để cho người ta mất vui đi. Vân vân, thì mình dùng một cái hình thức khác, mình không có để mà trả thù lại. Một cách nhiều khi không phải là cố tình chủ ý đâu, nhưng mà tự nhiên nó thành cái thói quen rồi. Tức là lâu lâu cái thọc một cái kiểu như vậy. Okay, bánh xe. Vâng, đến đây một lần nữa chúng tôi xin tạm ngưng một vài phút để gửi đến quý vị vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài và phụ nữ ngày nay với đề tài làm sao kiềm chế và giải tỏa sự nóng giận, với tiến sĩ tâm lý trị liệu Xuyến Đông và Hương Thơ sẽ trở lại với phần